Xin chào các bạn, hôm nay trung tâm phụ kiện đồ chơi xe hơi xin giới thiệu với các bạn một gói đồ xe, đó chính là đồ ghế chỉnh điện. Thì hôm nay bên mình đã làm cái ghế chỉnh điện cho cái bên phụ của chiếc xe này, cái ghế ổ ngã chỉnh điện cho cái phần băng ghế sau. Thì chúng ta cùng xem chức năng của những cái ghế này đã được độ lại nhé. Ở đây, những cái nút chỉnh điện của ghế này thì đã được độ vào. Ghế này nguyên bản của nó là không có ghế chỉnh điện. Thì khi mà độ ghế chỉnh điện vô là nguyên cái mặt dưỡng này thôi các bạn, thay thế cho cái mặt dưỡng zin chứ không có cắt hay là độ chế vô cái mặt dưỡng zin đó của chúng ta. Thì sau khi độ ghế chỉnh điện, cái ghế này được độ chỉnh điện 4 hướng, nó gồm tới và lui, và cái tựa lưng này của chúng ta ngã và tới. Thì mình sẽ sử dụng cái này cho các bạn xem chức năng của nó là được cải thiện như thế nào. Đây, bây giờ mình để tới là nó đi tới cho mình. Nó kêu rít rít là do nó cạ cái thà lót sàn mai vô, nó cạ hai miếng da cạ nha, nó kêu rít rít chứ không phải là cái tiếng kêu rít rít của động cơ nha bạn. Đây xài motor hết. Giờ đây là tới, đây là lùi. Và bây giờ là mình sẽ thực thao tác là tựa lưng. Rất là êm. Chúng ta cũng thậm chí là chúng ta không có cảm nhận được tiếng máy nó, cái motor nó quay hay là tiếng các bánh răng nó cạy nhau nữa. Đó. Thì chức năng của nó làm như vậy. Đó là cho cái người bên phụ. Và cái quan trọng hơn đó chính là cái ổ ngã điện cho cái băng ghế sau. Thì chúng ta cùng xem cái băng ghế sau của nó. Cái này mới là quan trọng cho cái bác tài mà đi xe bán tải á. Nó có một cái nhược điểm, đó chính là cái người ngồi sau ở trên cái ghế này nè, người ta không có thể nào ngã được tại vì nó đứng quá. Giống như bây giờ như Hưng ngồi vô đây, cái đầu Hưng đụng vô cái trần nó tiêu rồi. Thì tại vì Hưng cũng không có cao lắm nhưng mà cũng đủ độ cao, gần đụng rồi. Trên những chuyến đi xa á, thì đối với những cái xe dòng bán tải như thế này á, thì người ngồi đằng sau rất là cần cái sự thoải mái, đó chính là cái ghế này á, nó phải dựa được. Còn bây giờ như ngồi gì xèo luôn, nên nó phải ngã được, dựa ra ngã được. Thì bình thường á, nó có một cái cách độ ổ ngã. Nó là ổ ngã sử dụng những cái cần gạt cơ, thì nó để trượt lên ngã ra. Thì như vậy thì thao tác nó cũng rất là bất tiện. Thì bây giờ á, cái ghế này đã được độ thao tác đó bằng điện động cơ với chính điện. Thì mình sẽ thực hiện cái thao tác đó cho các bạn xem là cái ghế này nó sẽ ngã như thế nào. Thì ở đây nó có một cái nút công tắc này. Thì cái công tắc này nó sẽ để điều chỉnh cái ghế này nó trượt ra. Thì khi mà nó trượt ra là đồng thời cái tựa lưng này của chúng ta nó cũng ngã ra để cho chúng ta dựa vào. Thì bây giờ Hưng sẽ thực hiện cái thao tác này để cho chúng ta xem là cái ghế này nó trượt ra và chúng ta ngồi nó như thế nào nha. Thì bây giờ Hưng sẽ trượt ra. Đó, thì khi trượt ra thì cái nó chạy đến đây. Do cái chân Hưng nó dài rồi nên Hưng chỉ chỉnh tới đây thôi. Đó, thì khi nó trượt ra chúng ta ngồi vậy thì cái tư thế ngồi này rất là thoải mái. Đó, và chân của chúng ta vẫn chưa chạm cái ghế trước này, vẫn chưa chạm cái ghế ở trên. Nó vẫn ngồi thoải mái. Đó là tại vì cái chân hơi dài một chút, thì người Hưng cũng hơi to. Đó là chúng ta ngồi như thế này thì nó rất là thoải mái. Và nếu như chúng ta có muốn điều chỉnh thì chúng ta điều chỉnh cho nó chạy vô lại. Thì khi mà muốn chạy vô lại thì nhấn công tắc chạy vô lại thôi. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Đó, là thế là xong. Và chỉ với một cái thao tác rất là đơn giản, chúng ta đã có được một cái ghế có chức năng khiến cho chúng ta ngồi thoải mái nhất. Vừa rồi trung tâm phụ kiện đồ chơi xe hơi cũng đã giới thiệu xong đến các bạn là cái gói độ ghế chỉnh điện dành cho chiếc Navara như thế này. Thì cảm ơn các bạn cũng đã có thời gian theo dõi cái đoạn video vừa rồi. Thì nếu các bạn có quan tâm về cái ghế này thì chúng ta có thể comment ở bên dưới để có nhân viên ở bên trung tâm phụ kiện đồ chơi xe hơi tư vấn cho các bạn chính xác nhất những cái gì nhu cầu mà chúng ta cần. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại những cái chia sẻ về những cái tiện ích hoặc là những cái sản phẩm mà bên phụ kiện đồ chơi xe hơi BK Auto sẽ đem đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại lần sau.